diễn viên Phi Nga tái hôn sau khi đường ai nấy đi với Long đẹp trai. Hình ảnh mới nhất của diễn viên Phi Nga sau khi công bố tin ly hôn với diễn viên Long đẹp trai khiến nhiều khán giả tò mò. Cách đây chưa lâu, thông tin vợ chồng diễn viên Long đẹp trai và diễn viên ly hôn sau nhiều năm bên nhau khiến nhiều khán giả bất ngờ. Hậu chia tay, trong khi diễn viên Phi Nga tập trung cho con đường nghệ thuật thì Long đẹp trai lại lộ hình ảnh nghi ngờ tái hôn. Song nam diễn viên từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến chuyện đời tư. Mới đây nhất, diễn viên Phi Nga lại khiến dân tình xôn xao khi xuất hiện trong trang phục áo dài cô dâu, đồng thời ẩn ý chuyện lên xe hoa. Diễn viên Phi Nga chia sẻ loạt ảnh vận áo dài đỏ kèm theo dòng trạng thái em lên xe bông nha. Cô út ống chề đã có người trước rồi nhé à. Bên dưới bài viết của diễn viên Phi Nga, nhiều bạn bè lẫn khán giả tỏ ra bất ngờ trước chia sẻ của vợ cũ Long đẹp trai. Thậm chí một số dân mạng còn trách móc, đặt câu hỏi vì sao Phi Nga tổ chức lễ cưới nhưng lại không mời. Thế nhưng đây chỉ là bài đăng mang tính chất vui vẻ của diễn viên Phi Nga. Trên thực tế, đây là những cảnh quay trong một dự án phim mà nữ diễn viên đang tham gia, không hề có chuyện Phi Nga tái hôn lần hai. Diễn viên Phi Nga và diễn viên Long đẹp trai là những gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, từ sân khấu kịch, phim truyền hình, game show. Năm 2015, diễn viên Phi Nga kết hôn cùng diễn viên Long đẹp trai. Cặp đôi được người hâm mộ yêu mến vì luôn mang đến tiếng cười và những năng lượng tích cực cho khán giả mỗi khi xuất hiện. Đến năm 2017, Long đẹp trai và diễn viên Phi Nga chào đón thành viên mới là bé cỏ, con trai đầu lòng.